trợ và đồng hành thêm với các bạn, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành hôm nay. Cô sẽ hướng dẫn cho các bạn mình tóm tắt câu chuyện và bằng cái mind map ha các bạn ha. Mình sẽ được nghe một câu chuyện, sau đó mình tóm tắt lại. Rồi các bạn hãy sẵn sàng nha. Khi mà nghe câu chuyện, các bạn hãy ghi chú lại từ khóa giúp cô nha. Đây là một cái bài thực hành, nó tương đối là hơi khó so với những bạn mới, nhưng mà những bạn cũ đã có kỹ thuật mind map rồi thì các bạn có thể biết cách lọc từ khóa rồi, các bạn sẽ ứng dụng cái kỹ thuật đó vào trong việc ghi chép ha các bạn ha. Mình không có ghi nguyên câu, chỉ ghi từ khóa thôi, hoặc là mình vẽ hình thôi. Chỉ cần một cái hình ảnh là các bạn nhớ lại được cái tình tiết của cái đoạn đó. Chỉ cần một cái từ khóa quan trọng là mình có thể nói lại được cái ý đó, như vậy là được. Trong cái mind map á, thì mình sẽ không có quan trọng là từ khóa đúng, từ khóa sai, chỉ là từ khóa có cô đọng hay không thôi. Các bạn chọn lọc từ khóa nào, miễn làm sao để nó nhắc nhớ mình ha các bạn. Một bài vẽ mind map, mỗi người sẽ vẽ mỗi kiểu khác nhau, sẽ không có ai vẽ giống ai hết. Tuy nhiên, đó là cái cách nghĩ của mỗi người, đó là tư duy của mỗi người mà. Đây là bài mind map. Thì mình sẽ có quyền mình thể hiện cái cá nhân của mình, đúng không? Miễn làm sao mình đọc mà mình hiểu là được rồi. Tuy nhiên là các bạn phải nắm được những cái kỹ thuật cơ bản để các bạn làm sao để cho cái bài mind map của mình nó được ngắn gọn, xúc tích và nó dễ hiểu. Đó, thì và nó có nhiều hình ảnh nữa để mình có thể hình dung ra được ha. Thay vì mình ghi cả một câu chuyện này, nếu mà mình ghi ra giấy thì mình sẽ ghi mất mấy trang. Nhưng mà bây giờ mình tóm tắt lại thì mình chỉ ghi có một ít từ khóa và hình ảnh thôi, là và trên một cái bài vẽ là mình có thể tóm tắt lại được rồi. Bạn nào muốn nghe kể chuyện nào? Rồi, cô nghĩ là tất cả chúng ta đều rất là thích kể chuyện đúng không? Bây giờ trong khi mình nghe kể chuyện không phải là mình ngồi nghe như bình thường ha, mình đang học. Cho nên mình sẽ ghi chú lại nha, các bạn chuẩn bị giấy bút. Ghi chú lại những từ khóa đối với các bạn là quan trọng, mà chỉ cần một cái từ khóa đó thôi là mình diễn tả lại được cái ý đó, được không nào? Chứ các bạn mà ghi theo cái bài này á, là cái video mà, nó là cái video nên là nó sẽ lướt qua, nó không có ngừng lại cho các bạn ghi. Nên là nếu mà các bạn mà ghi nguyên câu hay là ghi nhiều quá là các bạn sẽ bị lỡ hết những cái ý sau, được không? Đây là một cái bài tương đối là khó, nhưng mà cô muốn giúp cho các bạn để các bạn hiểu được là cái ứng dụng cái mind map mình, ngoài cái việc là bữa giờ mình học á, là mình học rất là nhiều thứ rồi, học rất là nhiều cái ứng dụng rồi, nhưng mà các bạn chưa có học cái ứng dụng về tóm tắt câu chuyện. Cho nên là hôm nay cô hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể là mình vừa nghe cái chuyện, mình vừa có thể vẽ được cái mind map ha. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Rồi, mình sẽ nghe câu chuyện ngày hôm nay có tên là Cái bẫy chuột. À, đây là một câu chuyện rất là hay và ý nghĩa. Sau mỗi câu chuyện mình sẽ rút ra một cái bài học nha. Rồi, bây giờ là chúng ta cùng nhau bắt đầu nha. Chuyện Cái bẫy chuột. Tại trang trại của một cặp vợ chồng bác nông dân nọ, một hôm bác nông dân hí hửng cầm trên tay một gói quà vừa mua được trong thị trấn. Hay quá, với món quà này vợ của mình sẽ vui lắm đây. Bà ấy sẽ rất bất ngờ với món quà này cho mà coi. Trang trại nhỏ của bác nuôi rất nhiều con vật như gà, bò, heo và kể cả chuột. Các con ơi, tới giờ ăn rồi nè. Hoan hô, hoan hô. Hoan hô, hoan hô. Mẹ ơi, đúng vậy. Bất chợt, chuột mẹ nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài. Nó liền thò đầu ra khỏi hang và trông thấy bác nông dân vừa về. Bác đang chuẩn bị mở chiếc hộp. Gì vậy ta? Hẳn là có đồ ăn trong hộp rồi. Gì vậy trời? Là cái bẫy chuột kìa. Má ơi, nguy quá. Có bẫy chuột. Với miếng phô mát thơm ngon này thì nó dính bẫy ngay thôi. Thèm quá đi. Miếng phô mát hấp dẫn quá. Thử nếm một mẩu thì sướng biết bao. Thì ra là để bẫy mình, phải đi báo với mọi người ngay. Nói rồi, chuột mẹ liền đi tìm mọi người. Có bẫy chuột trong nhà, có bẫy chuột trong nhà mọi người ơi.
và mái nghe tin liền chống cằm suy nghĩ. Chị chuột thân mến, đây quả thật là mối lo ngại ghê gớm đối với chị, nhưng nó chẳng phiền hà gì với tôi cả. Tôi không thể nào bị vướng vào một cái bẫy chuột được. Chị ráng lo cho mình đi nha. Hả? Ý vậy là sao ta? Thôi, mình đi tìm anh heo, chắc anh ấy đồng cảm với mình. Chuột mẹ liền vội vàng đi tìm anh heo với vẻ lo lắng. Anh heo ơi, trong nhà ta có một cái bẫy chuột bự thiệt bự nè, ghê lắm đó. Tôi rất lấy làm tiếc của em ơi, nhưng mà nói với tôi cũng vô ích thôi. Nó là bẫy chuột chứ đâu phải bẫy heo đâu. Tôi sẽ cầu nguyện cho cô em nha, cố gắng vượt qua ha, fighting. Cố gắng lên, bẫy chuột thôi mà. Sao ai cũng nói với tôi như vậy chứ? Chắc bác bò biết thông cảm hơn. Bác bò đang ngậm cỏ thì gặp chuột mẹ chạy tới méo máu kể chuyện. Bác bò ơi, bác bò, em buồn quá bác bò ơi. Có cái bẫy chuột trong nhà đó bác bò. Bẫy hả? À, ý nó là cái bẫy chuột. Cái chuyện này căng lắm đây. Mà để coi bẫy chuột là cái gì. Trời đất, tức là nãy giờ nó nói tới cái bẫy để bắt chuột hả? Tôi rất thông cảm cho chị, nhưng mà đó là bẫy chuột mà tôi không thể giúp gì được đâu. Chuột lẳng lặng ngồi nhìn cái bẫy chuột tàn nhẫn của bác nông dân từ xa, lòng buồn thiểu buồn thiêu. Đêm hôm ấy, bác nông dân đặt bẫy trước hang chuột, trước sự chứng kiến của nó. Sinh nhật vui vẻ nha con chuột. Sao giờ ta, cái bẫy chuột nằm trước cửa hang mình như vậy, hồi chán quá, đi ngủ đây. Thế rồi, đang đêm, một tiếng động vang lên trong ngôi nhà. Vợ bác nông dân vội chạy tới, xem có bắt được con chuột nào không. Trong đêm tối, bà đã bị một con rắn độc cắn. Khi bà mon men tới cái bẫy vốn đang sập vào đuôi con rắn, bác nông dân nhanh chóng đưa vợ vào cảnh sát. Bà đã bị sốt mê man. Mình ơi, cứu lên mình, là lỗi của tôi hại mình mất rồi. À phải rồi, ăn cháo có thể giảm được sốt, bắt gà nấu cháo thôi. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Con gà. Mình ơi, mình đã bắt cháu gà cho đỡ mệt đi, tự tay tôi nấu đó mình, ăn đi mình. Thế nhưng bệnh tình vợ ông cũng không giảm. Bạn bè và xóm giềng đã gọi điện tới thăm hỏi. Ai gọi vậy ta? Tôi nghe chưa có đỡ. Ông tới hả? Ông cứ tới đi, tôi sẽ mừng heo để thiết trại ông. Ông ơi, tha cho con, con vẫn yêu đời ông ơi. Tha cho con, đừng có bắt con mà ông ơi. Thế nhưng sau nhiều ngày chống chọi với cơn bệnh, vợ ông đã qua đời. Nhiều người đến lễ tang, nên vì thế bác nông dân đã mổ thịt bác bò để đãi khách. Ông ơi, tha cho con đi ông ơi. Mình đã ngờ quá, không ngờ cái bẫy chuột làm hại được mình. Trời đất ơi. Vì vậy, một khi bạn nghe thấy ai đó đang gặp khó khăn, dù chuyện đó chẳng liên quan gì tới bạn, hãy nhớ rằng khi một người trong chúng ta gặp nguy khốn, nghĩa là tất cả chúng ta đều có nguy cơ gặp nguy khốn. Tất cả chúng ta đều đồng hành trên chuyến hành trình mang tên là cuộc đời. Hãy để mắt tới mọi người, luôn động viên và cùng họ vượt qua khó khăn. Các bạn thấy câu chuyện này có hay không nào? Rồi, các bạn có ghi chú được gì không? Rồi, các bạn lớp mình, các bạn có ghi chú được gì khi các bạn nghe kể chuyện không nào? Hà Trang lắc đầu. Các bạn thấy chuyện có hay không? Chuyện hay không? Ai cũng thấy hay hết, nhưng mà mình có ghi chú được gì không? Bạn nào có thể cho cô biết vài từ khóa mà bạn có thể ghi chú lại được xem nào? Các bạn bình luận vô ô chat nha. Những cái từ quan trọng của cái câu chuyện này là gì nào? Những từ khóa có thể giúp chúng ta nhắc nhớ lại đến câu chuyện đó.
À, mình không có chú ý vào cái nội dung chi tiết, mình xem mình hiểu rồi, nhưng mà bây giờ chỉ cần mà mình biết một cái từ khóa nào đó là mình có thể nhớ ra được câu chuyện. Các bạn có hiểu cái ý nghĩa của từ khóa không? Cô nói ví dụ như là bây giờ nếu mà các bạn có từ khóa thì các bạn cứ điền vào trong đó nha. Bây giờ cô ví dụ như một cái từ khóa này thì các bạn có thể là kể lại được cái tình tiết đó không nha. Bây giờ cô nói từ khóa nên như là rắn cắn các bạn có thể kể lại được cái câu chuyện mà cái đoạn mà con rắn cắn của cái người vợ của bác nông dân con rắn cắn ra sao đúng không? À, cô thấy Ngọc Mai giơ tay nè. Bây giờ nếu mỗi một cái từ khóa mà cô cho thôi thì Ngọc Mai có thể kể lại được tình tiết cái đoạn đó không? Rồi Ngọc Mai mở mic nha con. Cô một đêm một bạn tối tối bà vợ vợ của ông nông dân nghe thấy một cái tiếng gì đó, bà đi xuống xem coi có phải là chuột giẫm bẫy không. Sau đó bà bị con rắn độc cắn. Sau đó bà chạy chạy xong bà đạp vô cái bẫy chuột. Đúng chưa? Đó, thế thì các bạn có thấy có từ hai từ rắn cắn thôi là mình đã có thể diễn tả đều được cái ý đó rồi đúng không? Vậy thì các bạn hãy cho mình vài cái từ khóa để nhắc nhớ mình tới cái câu chuyện đó, thì các bạn sẽ bình luận giúp cô cái từ khóa nào. Trang trại nè, quà, gà, bò, rắn, chuột, đúng rồi, tên của tất cả những cái nhân vật ở đây đều là từ khóa nha các bạn. Nông dân nè, phô mai nè, đúng rồi, chuột nè, bạn bè đó. Còn gì nữa không? Cái đoạn cuối thì sao? Tất cả các nhân vật ở trong đây là bò, gà, heo, đúng không, chuột nè. Rồi khách, bài học đó. Thường là khi mà mình tóm tắt một câu chuyện á, các bạn thấy câu chuyện nào nó cũng có ba ba cái ý, giống như là tập làm văn của các bạn ấy, nó sẽ có cái phần mở đầu và cái phần thứ hai là diễn biến câu chuyện và thứ ba là kết thúc câu chuyện. Sau đó thì mình sẽ rút ra thêm một cái nữa là bài học cho mình ha. Thì mình sẽ thường là thông thường sẽ có bốn cái ý, hoặc là các bạn có thể tóm tắt câu chuyện theo cái diễn biến của câu chuyện ha. Ở đây thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn để mình thực hành, mình vẽ cái bài mind map này luôn ở trên lớp nha. Các bạn lấy giấy bút ra nha. Cô thấy các bạn bình luận cái từ khóa đúng rồi đó. Từ khóa rất là đúng. Bây giờ mình sẽ sắp xếp ha. Bữa nay cô sẽ hướng dẫn các bạn vẽ mind map bằng bằng cái bút điện tử này. Các bạn thì lấy giấy bút nha, cô vẽ ở trên đây là sẽ không có đẹp bằng các bạn đâu. Các bạn hãy vẽ à, các bạn vẽ sẽ đẹp hơn cô đó. Rồi, các bạn còn nhớ cách để xác định điểm giữa của tờ giấy chưa nào? Các bạn hãy nhanh nhanh xác định cái điểm giữa và cái kích thước của cái hình trung tâm đi nha. Bây giờ là cô sẽ vẽ cái hình trung tâm nha. Hình trung tâm của cái bài này là câu chuyện về cái bẫy chuột đúng không? Các bạn có thể ghi chữ và các bạn vẽ thêm hình cái bẫy chuột ở trên đó ha, hoặc là các bạn vẽ thêm hình con chuột ở trên đó. Đây cô sẽ vẽ hình con chuột. Ở trong cái bài, trong cái câu chuyện của mình nó có sẵn cái hình ảnh đó các bạn. Mình lưu giữ vài cái khoảnh khắc hình ảnh đó mình vẽ lại cũng được ha. Cô sẽ vẽ hình con chuột đứng ở trong hang. Các bạn lấy giấy bút ra nha. Cô vẽ ở trên đây không được đẹp lắm, các bạn đừng có cười cô nha. Rồi mình sẽ vẽ con chuột nha. Cô sẽ vẽ cho nó quay lưng ra ngoài cho nó dễ. Nó to quá. Các bạn nhớ là khi mà mình vẽ một cái hình trung tâm á, mình không nhất thiết là nó phải nằm gói gọn ở trong một cái hình tròn, mình có thể vẽ cho nó ra ngoài cũng được ha các bạn. Một lát rồi mình sẽ xóa cái hình trung tâm nó đi.
Các bạn nào vẽ xong con chuột chưa? Cô phát họa thôi nha các bạn. Cô vẽ trên đây thì sẽ không có đẹp đâu, nhưng mà mình vẽ ra dáng là được rồi ha. Rồi còn cái lỗ tai nữa. Lỗ tai chuột. Rồi con chuột nó đang núp ở trong cái. Đang ở trong hang. Rồi cô vẽ xong cái hình trung tâm rồi, cô vẽ thêm cái bẫy chuột nữa nha. Các bạn biết bẫy chuột vẽ sao không? Vẽ cái bẫy chuột nằm ở trước cái hang chuột. Miếng phô mai. Rồi. Bây giờ mình sẽ có mấy ý thôi các bạn ha. Cái đoạn mở đầu là như thế nào nè? Ở đây cô vẽ thôi, các bạn sẽ vẽ và tô màu nha. Đoạn mở đầu thì mình sẽ có bác nông dân đúng không? Bác nông dân đem món quà về. Rồi xong rồi con chuột nó nhìn thấy món quà, nó tưởng đâu là có đồ ăn. Ai dè mở ra thì thấy là cái bẫy chuột. À, thì thế thì nó lo lắng. Bây giờ cô sẽ vẽ cái nhánh thứ nhất nha. Bác nông dân nè. Ở đây thì cô sẽ vẽ cái hình cái món quà. Vẽ 3D luôn hả các bạn? À, món quà 3D. Ai về mở ra thì thấy cái gì? Vẽ cái bẫy chuột ở đây.
Bạn vẽ đơn giản thôi nha. Bạn nào vẽ đẹp thì có thể vẽ đẹp hơn. Ở đây cô vẽ đơn giản nha. Rồi cái bẫy chuột ha. Rồi thế thì tới cái đoạn ở dưới là con chuột nó lo lắng ha, nó nhìn thấy cái bẫy chuột đó, bác nông dân nè dụ nó. Con chuột các bạn vẽ đơn giản, các bạn vẽ sao đơn giản, vẽ cho nó hai cái dấu chấm trong cái lỗ mũi nó nhỏ như này. Thì được rồi ha. Con chuột nó như thế nào? Nó lo lắng rồi sao nữa nè? Thế là nó đi báo tin đúng không? Các bạn có thể trang trí nhánh luôn nha. Ở đây cô trang trí đơn giản thôi. Rồi, mình có nhánh thứ hai nha. Nó đi báo tin đúng không? Con chuột báo tin. Màu quá. Báo tin thì thay vì mình ghi chữ báo tin mình vẽ hình cũng được ha. Tất cả từ khóa mà mình có thể biến thành hình được, mình đều có thể biến thành hình ha các bạn. Hình minh họa thường là cô sẽ vẽ màu đen sau đó mình tô màu á. Báo tin. Báo tin cho ai nè? Chuột báo tin cho ba người, ba nhân vật ở trong câu chuyện, là đầu tiên là chị gà đúng không, chị gà, xong rồi tới bác anh heo, rồi tới bác bò. Mình sẽ vẽ đây là ba nhánh ha, vẽ đây ba nhánh.
heo, bếp bò. Các bạn vẽ được hình heo, bò và gà không? Gà, heo, bò, mình vẽ được những cái hình đơn giản đó không? Vẽ như thế này để cho nhanh, thì mình chỉ cần vẽ cái đầu nó thôi. Đây xong, chị gà ha. Các bạn tô màu lên thì nó sẽ đẹp ha các bạn. Ở đây cô chỉ vẽ phác họa thôi. Rồi tới heo đúng không? Heo. Mỗi một hình nó đều có một cái điểm đặc biệt, mình chỉ cần vẽ cái điểm đặc biệt ra là người ta phân biệt được nó rồi. Bác bò. Các bạn thấy cô vẽ hình có đẹp không? Các bạn vẽ vẽ như giấy, vẽ đẹp nha, vẽ xong mình lát nữa mình tô màu sau ha. Rồi bây giờ báo tin cho chị gà, thì chị gà như thế nào? Ở chỗ này mình chỉ cần nói một từ khóa thôi, không cần phải nói nhiều, nói dài lắm, tại vì một cái từ khóa ra. Bây giờ bác quan trọng là có giúp hay không giúp, thờ ơ hay là động viên hay là như thế nào ha. Thì mình chỉ cần ghi cái từ khóa, cái hành động đó thôi. Ở đây. Chị gà thì không có giúp mà, chị gà sao thờ ơ. Rồi tới anh heo thì sao? Thờ ơ buồn quá, bây giờ đi báo cho anh heo. Anh heo thì sao? Anh heo động viên thôi. Cẩn thận nha, động viên. Rồi tới bác bò thì sao? Bác bò có giúp không? Bác bò có giúp không? Không giúp. Như vậy là mình hiểu rồi ha. Đây là bài của mình, không có ai dễ giống mình đâu, nên là mình chỉ cần vẽ để mình hiểu ha. Rồi.
Mình xong cái nhánh là đi báo tin xong cuối cùng không có ai giúp hết. Rồi sao nữa? Rồi con chuột nó buồn đúng không? Mình ghi thêm đây luôn. Chuột nó buồn nè. Mình vẽ hình nó đi. Cô vẽ lại luôn. Buồn, lo lắng đúng không? Rồi, như vậy là tiếp theo có nhánh thứ tư. Nó lo lắng thì nó cũng đâu làm được gì đâu, nó chỉ ngồi nhìn cái bẫy đó thôi. Tiếp theo là bây giờ tới vợ của bác nông dân nè. Tới màu màu nóng à. Ok anh đi. Tới người vợ. Người vợ thì đầu tiên là chi tiết đầu tiên là đêm hôm đúng không, đi xuống đi nghe tiếng gì đó rồi mới đi xuống nè. Đêm hôm vẽ mặt trăng. Đêm hôm đang ngủ. Rồi đi xuống, nghe tiếng gì đó rồi mới đi xuống vẽ. Nghe. Đi xuống. Rồi thấy cái gì? Không thấy gì hết, tối chui không thấy gì hết. Là con rắn nó bị sụp cái đuôi nên là nó bị sập bẫy nên là nó bả lại gần thì bả nó cắn bả đúng không? Bây giờ mình vẽ một con rắn đang bị dính cái đuôi ở đây.
Bây giờ mình vẽ cái đuôi rắn nó dính đây nè. Bạn thấy giống một gắn không? Rồi, thế là bà đi xuống, thế là bà bị nó cắn. Con rắn xong nó cắn bà mà. Mình không có vẽ con rắn đang cắn được thì mình vẽ con rắn xong mình ghi chữ cắn. Rồi thế là bà bị cắn rồi, bà bị sốt. Vẽ một người sốt được không? Rồi, bà bị sốt. Dán cái miếng dán này, miếng dán hạ sốt với các bạn. Rồi, thế là cái lúc mà bà bị sốt thì hàng loạt những cái sự việc diễn ra. Những nhân vật mà không giúp con chuột đó, bây giờ là những nhân vật đó là bắt đầu là bị tai họa. À, đầu tiên là ai nè, khi mà bị sốt, chị gà đúng không, bị sốt thì nấu cháo gà ăn đúng không, thế là chị gà bị mần thịt. À, bây giờ vẽ chị gà ở đây đi. Mình vẽ cái bát cháo gà đi nè. Cháu gà. Con gà nó đang khóc đi. Đó là hình ảnh quá cố của nó. Nè. Đó, đây là bát cháu gà nha.
bị chặt đầu. Rồi tiếp theo, heo, tới bác heo đúng không? Bán cắn rồi xong rồi bà bệnh luôn, bà nằm liệt giường đó luôn, xong rồi người ta phải đi tới người ta thăm hỏi đúng không? Thế là do bà bệnh nên là người ta mới đi thăm hỏi. Thế là chủ nhà làm thịt heo đãi khách đúng không? Rồi ở chỗ này mình có thể ghi một nhánh đây là bà bệnh. Là anh heo bị xử, anh heo bị làm thịt, anh heo bây giờ thì anh heo sẽ khóc thu thu. À, anh heo bị xử, xử cảm. Đúng không? Mình vẽ đây con dao. Để các bạn nha. Các bạn vẽ được tới đây chưa nào? Rồi, khi mà heo bị mần thịt để đãi khách đúng không? Mình có thể ghi thêm chữ đãi khách ở đây ha. Hỏi gì cũng được, tới đây mình tự nhớ cũng được rồi. Tùy các bạn nha. Nhánh các bạn, khi mà mình vẽ cái nhánh mà nó ngắn quá thì mình bôi mình vẽ lại. Sau đó là sau bao nhiêu ngày chống chọi với lại con bệnh, bà vợ đã không có qua khỏi đúng không? Không qua khỏi thế thì mất, bà vợ mất. Bà vợ mất, bây giờ vẽ sao là mất thì mình vẽ cái này. À,
ở xung quanh. Rồi đã mất thì bác bò bị làm thịt để đã những khách tới viếng đúng không? Bác bò cũng bị làm thịt luôn. Bác bò cũng khóc hù hù. Các bạn nào vẽ được thì các bạn vẽ. Cô làm thịt thì mình để như này. Thử chảm. Thử chảm. Thử cái ngồi này nè. Con dao. Thịt đại khách, mình có thể ghi đại khách ở đây ha. Rồi, xong rồi, xong câu chuyện rồi đó. Bây giờ mình rút ra bài học gì nào. Các bạn vẽ tới đây chưa? Để cô thu nhỏ lại cho các bạn xem nha. Cô sẽ vẽ một nhánh ở đây là bài học nữa ha, trong khi chờ các bạn. Vẽ thêm một nhánh ở đây là bài học. Qua câu chuyện này các bạn rút ra được bài học gì nào? Bạn nào biết giơ tay nha. Bài học này là bài học cho bản thân mình ha. Bài học cho bản thân. Cô mời một bạn cho cô bài học của câu chuyện này là gì nào. Rồi cô mời một bạn Hạnh Dung nha. Hạnh Dung cho cô và các bạn biết nào. Qua câu chuyện này con rút ra được bài học gì? Con được cô là khi chúng... Con nói đi. Con được cô là khi chúng ta gặp nguy hiểm một cái gì đó, chúng ta luôn luôn đồng hành cùng mọi người. Con cũng chưa nghĩ được ạ. Có nghĩa là con nói đúng rồi đó. Ý của con là khi mà mình người ta gặp khó khăn, mình cũng nên đồng hành, mình giúp đỡ đúng không?
Tại vì sao? Tại vì người ta cũng đồng hành với chúng ta ha, đồng hành với chúng ta trong cuộc đời, cho nên là ít nhiều sẽ có những cái mối quan hệ qua lại thì mình sẽ rất là dễ bị ảnh hưởng lây á. Ở trong câu chuyện này là ba nhân vật ở cùng trong một cái trang trại nhưng mà lại không quan tâm tới nhau, cho nên là bị vạ lây á. À, đó là chính là do là họ không có giúp đỡ. Nếu như mà họ giúp đỡ con chuột giải quyết cái vấn đề này thì đâu có xảy ra sự chuyện này, đúng không? Bài học mình, à cô cảm ơn Hạnh Dung nha. Bài học của mình đó chính là giúp đỡ ha, giúp đỡ người khác cũng chính là giúp chính mình, đúng không? Mình sẽ ghi một bài học ở đây. Rồi mình sẽ còn nhiều bài học nữa, mỗi bạn sẽ rút ra cho cô một bài học nha. Bây giờ cô ghi trước ở đây là giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình, đúng không? Giúp đỡ người khác, giúp đỡ thì mình có thể vẽ cái hình mà hợp tác á các bạn. Nếu như mà họ hợp tác với nhau á, hợp tác vẽ đơn giản như thầy thôi. Hợp tác giúp đỡ nhau, giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Khi gặp khó khăn. Cũng chính là giúp chính mình, đúng không các bạn? Cũng chính là giúp chính mình. Giúp người khác cũng là giúp chính mình á. Cô sẽ vẽ ra một cái mũi tên, giống như hợp tác cũng là để giúp cho mình. À, có mối cái liên hệ ở đây. Rồi, bài học nào nữa? Bạn nào cho cô thêm một bài học nữa nè. Rồi, cô mời Ngọc Mai cho cô một bài học nè. Con bật mic lên nha. Dạ, thưa cô, một bài học nữa là chúng ta ở trong một gia đình thì chúng ta phải biết giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau. Đúng rồi, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau. Đó, chính xác. Rồi, cảm ơn Ngọc Mai nha, một bài học rất là hay. Còn bạn nào nữa không nào? Cô mời Trung Hiếu nha. Rồi, Trung Hiếu cho các bạn mình biết bài học của con là gì nào. Bài học là biết giúp đỡ người khác. Không vì lợi ích cá nhân mà bỏ rơi những người còn lại ở trong gia đình. Đúng rồi. Rồi như vậy thì mình sẽ tóm tắt lại ha, mình sẽ ghi một vài cái từ khóa ở đây để nhắc nhớ mình tới cái bài học đó ha. Đầu tiên có phải là chữ quan tâm không? Quan tâm những người xung quanh đúng không? Dạ. Rồi, mình sẽ vẽ một cái nhánh ở đây. Quan tâm tới những người xung quanh ha, mình sẽ vẽ cái hình cho mình dễ hình dung nha. Những người xung quanh thì mình cứ vẽ nhiều nhiều người vào.
Rồi bạn nào có thêm bài học có thể ghi thêm ở đây một nhánh nữa, mình còn cái chỗ trống ở đây nè. Hoặc là không cũng được. Ở đây là ý là đều đồng hành với nhau ha, đồng hành. Chúng ta đều đồng hành với nhau trên cuộc đời này, nên là việc giúp đỡ nhau. Rồi, như vậy là xong cái bài học của mình ngày hôm nay. Bạn thấy là khi mà mình tóm tắt câu chuyện nó có khó không? Khó nhất là gì các bạn biết không? Cô sẽ gửi cái bài vẽ vào đây cho các bạn xem nha. Bạn nào đã vẽ được xong thì các bạn bấm giúp cô chữ bài vẽ nha. Bạn nào xong thì bấm OK nha. Bạn đã vẽ xong thế nào? Các bạn vẽ xong giúp cô OK nè. Rồi, cô thấy Ngọc Mai vẽ xong rồi. Em xong rồi. Rất là nhiều bạn xong rồi. Rồi bây giờ thì các bạn về nhà các bạn tô màu cái bài vẽ này nha. Xong rồi các bạn đăng lên giúp cô nha. Một lát cô sẽ gửi thông tin và cái cách để mà các bạn đăng bài đăng lên. Mình sẽ vẫn còn có cơ hội cho tuần này nữa ha các bạn. Ở đây là mình vừa xem số điểm của các bạn lớp mình á. Các bạn lớp mình đây. Đó, nếu như mà tuần này các bạn có tham gia và làm bài cũng như là các bạn phía sau á các bạn mà mới vô thì chắc là không có kịp để tích lũy điểm, nhưng mà các bạn hãy đăng lên để cho cô có thể thấy bài của các bạn và có thể có những cái gợi ý giúp cho các bạn làm tốt hơn được không nào. Rồi bạn nào có thể nhìn cái bài mind map này và kể lại được câu chuyện, bạn nào có thể nhìn bài mind map và kể lại được câu chuyện thì các bạn giơ tay nào.
Cô mời một bạn là mới, một bạn mới nha, bạn mới mới ạ. Bước vào lớp mình đây là bạn Phương. À, cô mời bạn Phương nha. Bây giờ Phương có vẽ xong bài mind map chưa nào con? Dạ rồi. Rồi, Phương cho cô xem bài của Phương được không nào? Khoan để cô tắt share cái màn hình này đã. Nào bài của Phương đâu rồi? Đây. Rồi con để to to lên lại gần gần cho cô xem á. Rồi cô không thấy rõ cho nên là có gì tụi con nhớ chụp hình và tô màu ha, về nhà mình cố gắng mình tô màu và mình đăng lên. Bây giờ thì con có thể nhìn vào cái bài mind map để con kể lại cái câu chuyện không nào, Dạ được. kể ý chính, không cần phải chi tiết quá mà nếu mình không có nhớ thì thì cũng không sao hết nha. Bây giờ thì Phương sẽ nhìn cái bài mind map của con rồi con kể lại, hay là con muốn nhìn cái bài mind map mà cô mới vẽ? Dạ, nhìn bài mind map của Bài mind map của cô ha. Rồi bây giờ cô chiếu lại cho bạn nha. Rồi bây giờ thì bạn Phương sẽ kể lại câu chuyện này cho cả lớp mình nghe nha. Các bạn có muốn nghe câu chuyện phiên bản của bạn Phương không nào? Mỗi bạn sẽ có một cái phiên bản kể chuyện khác nhau nha. Đây là những cái tình tiết, những cái trong câu chuyện, nhưng mà mình có thể sáng tạo ra một cái câu chuyện khác, cái đó cũng không sao hết nha các bạn. Nếu như mà các bạn học tập làm văn á, các bạn nắm được một cái ý và các bạn có thể triển khai thêm nhiều ý nữa. À, giống như vừa rồi cái lớp của mình có học về từ khóa hình như là hạnh dung, hay bạn nào á có một từ khóa thôi mà bạn kể lại được một cái câu chuyện. À, bây giờ mình sẽ kể câu chuyện ha. Bây giờ Phương sẽ kể cho cả lớp mình nghe nào. Hello Phương. À, con bắt đầu nha. Bắt đầu đi. Dạ, thưa cô, có một bác nông đem về một hộp quà, trong đó là một cái bẫy chuột, nhưng mà con chuột nó tưởng là có đồ ăn. Xong rồi bác nông dân để miếng phô mai vào cái bẫy chuột rồi để trước cái hang. Con chuột nó thấy cái miếng phô mai ở trong cái bẫy chuột, xong nó đi báo với bác gà. Thì bác gà thờ ơ, bác gà không nói hết. Rồi con chuột đi báo với bác heo, thì bác heo chỉ động viên, bác heo không giúp. Rồi con chuột nghĩ là nếu như mà nói với bác bò thì bác bò sẽ giúp. Thế là con chuột đi nói với bác bò, nhưng mà bác bò không giúp. Xong là con chuột nó lo lắng. Xong rồi đêm tối, người vợ nghe thấy cái tiếng gì đó, tưởng là con chuột nó đã mắc bẫy, bà vợ đi xuống. Buổi tối nên là bà vợ không thấy gì hết. Con rắn nó bị mắc cái bẫy. Xong rồi nó lại nó cắn bà vợ. Xong rồi bà vợ bị ốm. Xong rồi bác nông dân mới chặt con gà để nấu cháo gà cho bà vợ. Xong rồi là xong rồi là bác nông xong rồi là bác nông dân chặt đầu con heo để đãi khách. Người vợ ở sau đó là người vợ chết, người vợ không qua khỏi cơn bệnh. Đúng rồi. Rồi người khác đến mộ để viếng bà vợ, nên là bác nông dân chặt đầu của con bò để đãi khách luôn ạ. Rồi,
Rồi xong câu chuyện rồi đúng không? Rồi vậy Dạ. thì bây giờ con có thể nói lại bài học của con đi nè. Qua câu chuyện này con học được bài học gì? Dạ, qua câu chuyện này con học được bài học là phải giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác và giúp đỡ chính bản thân mình ạ. Đúng rồi, hay quá. Tất cả các bạn cùng cho bạn Phương một tràng pháo tay nha. Bạn đã kể làm câu chuyện rất là xúc tích nhưng mà rất là đầy đủ đúng không các bạn? À, thế thì như vậy một cái câu chuyện mình có thể tóm tắt lại bằng một cái bài vẽ như này. Nếu như bạn nào yêu thích đọc sách, yêu thích kể chuyện thì các bạn hãy thực hành vẽ mind map ha. Để các bạn tóm tắt câu chuyện đó và mình có thể nói lại một cách rất là dễ dàng ha. Có nhiều cái câu chuyện nó dài lắm, nếu mà tụi con đọc sách đó, tụi con sẽ thấy nó dài, toàn là chữ không à, nhìn rất là chán. Nhưng mà bây giờ đưa một cái bài mind map mà hình ảnh rồi từ khóa như thế này, các bạn kể chuyện các bạn thấy nó có khác không? Khác với đọc sách đúng không nào? Lúc đó đầu của mình phải suy nghĩ đúng không? Mình phải kết nối, mình phải liên tưởng, mình phải nhớ lại. Đó khi mà mình nghe là những cái tình tiết đó mình đã hiểu rồi, nó đã đi vào trong đầu mình rồi. Và bây giờ mình chỉ cần nhìn một cái hình ảnh thôi là mình nhớ lại cái đoạn phim lúc đó đúng không? Nhớ lại cái tình tiết cụ thể là gì. Đó thì mình sẽ nói và mình kể chuyện theo ngôn từ của mình. Đây là một trong những cách ba cái rất là hay để các bạn có thể rèn luyện cái kỹ năng hành văn và cái kỹ năng ăn nói của các bạn đó. À, cho nên là các bạn hãy cố gắng luyện tập mind map nhiều vào nha, để mình có thể tóm tắt lại tất cả những cái gì mình muốn tóm tắt ha. Để mình có những cái gì mà mình muốn kể lại cho người khác nghe, hoặc là mình muốn lưu giữ lại, hoặc là mình muốn học, thì mình hãy vẽ mind map ra. Thì các bạn thấy là cái mind map của mình nó có lợi hại không? À, một cái bài mind map nó sẽ giúp cho mình rất là thấy thích, yêu thích hơn khi mà mình học đúng không các bạn? Bạn nào thấy là nếu như mà học bằng mind map như thế này thì các bạn sẽ thích hơn là học bằng cách là đọc sách bình thường? Bạn nào thích thì giơ tay vẫy vẫy nào. À, các bạn đều thích học kể chuyện theo cách này đúng không? Rồi. Cho nên là chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện nha. Ở ở trường bữa giờ các bạn là ở lớp của mình á, thì các bạn đã được cô hướng dẫn, mình đã có những cái phần ứng dụng vào trong học tập nè, ví dụ như là sử dụng mind map để lên ý tưởng nha. Khi mình biết ý tưởng thì như thế nào? Rồi sử dụng mind map để lên kế hoạch. À, kế hoạch hoạt động của mình là như thế nào đúng không? Hoặc là sử dụng mind map để mình tóm tắt từ vựng tiếng Anh ha. Và bữa nay là mình sử dụng mind map để tóm tắt một câu chuyện, thì các bạn thấy là cái mind map của mình có thể ứng dụng được rất nhiều trong việc học ha. Tất cả các môn học của mình đều ứng dụng được hết á. Bữa giờ cô chỉ chưa có ứng dụng cái môn toán vào thôi, nên môn toán thì nó hơi khô khan, các bạn có thể làm cho cái bài toán của các bạn sinh động hơn bằng cách vẽ mind map ha các bạn ha. Bữa hôm nay là mình sẽ còn một buổi nữa, lớp mình sẽ còn một buổi nữa, thì buổi sau cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một vài những cái khó khăn khi mà các bạn vẽ mind map thì cách khắc phục như thế nào. Sau đó là mình ôn tập lại ha, mình ôn tập lại từ đầu luôn là tất cả những cái gì mình được học. Và cô sẽ cho các bạn một bài thi cuối khóa, các bạn sẽ tham gia thi, và nếu như mà các bạn tham gia thi và các bạn làm bài tốt đó, thì các bạn sẽ có quà, được không nào? Rồi. Các bạn trong lớp mình ai tin là mình có thể nhận quà khi mà mình kết thúc khóa học này, được không? Bạn nào tin nào? Bạn nào tin thì hãy bình luận vô giúp cô chữ tôi. À, để coi là bao nhiêu bạn tin là mình sẽ có giải nào. Giải thưởng của mình là gì các bạn nhớ không? Giải thưởng của mình là những cái bộ bút ha các bạn. Vừa rồi thì cô có khảo sát các bạn không có thích nhận tiền, nên là cô sẽ mua quà và mua bút gửi cho tặng cho các bạn nha. Đây là những cái bộ bút. Những cái bút như thế này ha các bạn ha. Rất là nhiều màu và các bạn sẽ vẽ mind map cực kỳ đẹp luôn. À, trong đây có rất là nhiều màu tùy theo là các bạn đạt được cái giải gì ha. Rồi các bạn nào sẽ phấn đấu là bữa nay mình sẽ hoàn thành cái bài mind map này và mình sẽ đăng bài lên để chia sẻ vào. Thì cái cách đăng bài cô sẽ hướng dẫn cho các bạn ở trong cái group nha. Nhưng mà các bạn phải tham gia vào group. Thứ nhất là mình đăng bài trên trang cá nhân và mình chia sẻ vào trong cái group của Kích hoạt tài năng Thiên Phú, được không nào? Rồi sau đó thì các bạn nào mà có thể quay video